Cô gái nũng nịu ăn vạ người yêu giữa chốn đông người và cái kết ê chề sau đó. Mới đây, mạng xã hội vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi xảy ra bất hòa và tranh cãi giữa đường phố đông người. Tuy nhiên, chuyện khiến dân tình phải chú ý chính là thái độ và hành động của cô gái trong vụ việc này. Theo đó, cô gái thể hiện thái độ giận dỗi và liên tục nũng nịu người yêu giữa chốn đông người. Lúc này, nam thanh niên dù tỏ ra không hài lòng nhưng vẫn cố gắng kéo người yêu đi đến nơi khác. Dù vậy, cô gái lại ngồi thụp xuống đất, giãy nảy và bắt đầu ăn vạ. Quá bất lực trước sự ngang bướng và không hiểu chuyện của cô bạn gái, anh chàng đã quay người bỏ đi một mạch. Cô gái vẫn tiếp tục ngồi một chỗ và ra vẻ giận dỗi anh chàng. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng ngao ngán trước thái độ và hành động thiếu tinh tế của cô gái. Ngồi đó một mình coi có ê chề không cơ chứ. Bày đặt giận dỗi không biết ý tứ, giữ sĩ diện cho người yêu thì bị bỏ rơi như vậy cũng đáng lắm nhé. Đàn ông có thương người phụ nữ đó như thế nào thì cũng không nên làm quá. Chị em phải biết giữ sĩ diện cho họ nhé. Đối với đàn ông, trước nhiều người nên làm đúng ít thôi nha chị em, làm quá nó thành phản tác dụng đấy. Cưng chiều mình thế nào thì họ vẫn cần có sĩ diện, là những bình luận mà cư dân mạng để lại. Bạn nghĩ sao về hành động của cô gái trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.